Trong tập trước, trong cuộc chiến Sơn Hà Bằng đại tái, Phương Hàn phát hiện ba tên nô tài của Vương gia đã bị thần tộc thao túng, trở thành nội gián của chúng trong vụ hóa môn, liền không ngần ngại ra tay giết chết ba kẻ này. Sau đó, hắn cùng Thiên Hình trưởng lão truy theo dấu vết, bắt được mấy tên thần tộc đầu sỏ đang ẩn nấp ở gần đó. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Gieo xuống ma thai, Như Ý Tử vừa nghe được mấy chữ này thì sắc mặt biến hóa, cắp tay nói, trưởng giáo sư huynh, thần tộc đã bắt đầu xâm chiếm vũ hóa môn chúng ta cũng nên có đối sách mới được, đừng vội, tới khi đại kiếp thực sự xảy tới thì còn cần mấy chục năm nữa, có đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị, hơn nữa trong lúc này, chúng ta còn phải bàn tính chuyện lớn khác, đó chính là đoạt lấy Thánh Nguyên Tiên Phủ, chỉ có khi nào chiếm được Thánh Nguyên Tiên Phủ thì mới có thể mượn Huyền Tẫn đại trận ở trong đó mà điên đảo thời gian, để cho đệ tử vũ hóa môn chúng tu luyện trong đó. Như vậy sẽ phát triển thật nhanh cho đến khi kiếp nạn đến. Phong Bạch Vũ ngạo nghễ nói, cái gì, đoạt lấy Thánh Nguyên Tiên Phủ? Trưởng giáo sư huynh, đây không phải là chuyện đùa. Thiên Hình trưởng lão nghe thấy vậy thì kinh hô, toàn thân run rẩy. Không sao, đoạt được Thánh Nguyên Tiên Phủ chúng ta có ưu thế rất lớn, ít nhất là Phương Hàn ở trong Thánh Nguyên Tiên Phủ cũng có chút kỳ ngộ, có thể nội ứng ngoại hợp. Phong Bạch Vũ nói, cho nên Phương Hàn ngươi cần phải nhớ kỹ, giữ bí mật chuyện này. Tu vi bây giờ của ngươi sắp luyện thành kim đan, thậm chí là vượt qua phong hỏa đại kiếp. Hơn nữa khi đó lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thì có thể lần nữa tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Đến lúc đó ta sẽ đem Thiên Hoàng Kính cho ngươi mượn. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ có vô số pháp bảo, tiên khí không nói đến, nhưng đạo khí, linh đan thì vô cùng vô tận. Chiếm được nó thì vũ hóa môn chúng ta mới có thể vượt qua kiếp số lần này. Không chiếm được nó thì cũng không có cách nào chống lại được. Trưởng giáo Chí Tôn đã tính toán kỹ càng như vậy, ta tự nhiên là tuân mệnh. Phương Hàn ngẩn ra. Có điều ta sớm muộn cũng tìm được Hoàng Tuyền bảo khố, đến lúc đó vũ hóa môn chúng ta muốn xưng hùng huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần ngươi trợ giúp vũ hóa môn chúng ta đoạt được Thánh Nguyên Tiên Phủ, ta sẽ đem ngôi vị trưởng giáo chuyển lại cho ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh, chiến thắng được Hoa Thiên Đồ. Nếu như Hoa Thiên Đồ thắng được ngươi thì ngươi cũng không thể làm gì cả, chuyện này là tự nhiên. Phương Hàn lui ra ngoài, bên tai lại nghe Phong Bạch Vũ truyền âm nói, khi trưởng lão của ba đại kiếm phái đến tìm ngươi thì ngươi phải nói cho bọn họ biết một việc, chính là Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã từng ra tay muốn giết chết các ngươi như bị Viễn Cổ Ma Tôn ở Ngũ Hành Điện ngăn cản. Phương Hàn từ trong Vũ Hóa Thiên Cung ra cũng không có trở về Luân Hồi Phong mà lại trở lại Sơn Hà Viện, quan sát kết quả của Sơn Hà Bảng đại tái. Lần này hắn trở lại Sơn Hà Viện liền khiến cho toàn trường chấn động, Phương Hàn lại trở lại, hắn sao lại không có chuyện gì, lại có thể ngông nghênh trở lại như vậy, ngay cả đầu sỏ muôn đời như ý trưởng lão cũng không làm gì được hắn sao? Xem ra trưởng giáo Chí Tôn rất coi trọng hắn. Lần này Sơn Hà Bằng đại tái 10 thứ hạng đầu có lẽ thật sự bị người này khống chế hết. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn, nếu chúng ta còn dám cướp đoạt chỉ sợ là cũng sẽ bị hắn phế bỏ. Đáng tiếc, Âm Dương Vạn Thọ Đan có thể có thêm 600 năm thọ mệnh, cho dù là tiểu đầu sỏ kim đan cảnh cũng ước mơ nữa là. Đáng giận, tên Phương Hàn này thật quá bá đạo, cũng không có cách nào khác, người ở dưới mái hiên nhà người ta thì phải cúi đầu thôi. Chúng ta cứ bợ đỡ Phương Hàn cũng sẽ có được chỗ tốt. Một ít nội môn, ngoại môn đệ tử nghị luận với nhau, trong đó cũng không thiếu rất nhiều người đệ tử của hoàng tộc, đế quốc, đại thế gia, đại thương hội. Lần này nên làm sao bây giờ? Chúng ta được Thiên Đô Sư Huynh, Vạn La Sư Huynh, Linh Tiêu Sư Huynh kiệt lực tài bồi. Thiên Đô Sư Huynh thậm chí còn đem chúng ta vào lò đan cấp bậc bảo khí để luyện gân cốt, còn cho chúng ta một vài linh đan nữa, cuối cùng nhờ tư chất tốt mà lĩnh ngộ được thần thông. Trước khi rời đi, Thiên Đô Sư Huynh còn cho chúng ta một đạo phù lục che giấu khí tức, để chúng ta giả trừ ăn thịt hổ. Vạn La Sư Huynh, Linh Tiêu Sư Huynh cũng dặn dò chúng ta nhất định phải đoạt được viên Âm Dương Vạn Thọ Đan đó. Hiện tại nếu như chúng ta ra tay thì sợ là cũng sẽ bị Phương Hàn phế bỏ. Ở trong một góc khuất, không ngờ có 3-4 người đang nhìn về Phương Hàn, vừa thấy hắn thì bị dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. 4 người này đều là những người được Hoa Thiên Đô, Vạn La, Linh Tiêu dày công tài bồi mà thành. Phương Hàn chèn ép người khác như vậy, bài trừ người ngoài, thủ đoạn ghê tởm làm cho lòng người sôi trào. Nếu như chúng ta ra tay, hắn quả thật là có thể giống như làm với bọn Phương Mãn, Phương Duệ, Phương Liệt, cũng phế bỏ chúng ta. Một thanh niên mặc đồ màu xanh da trời hung hăng nói, đáng hận, vốn ta cũng định phá bỏ phong ấn. Vận dụng ba la đao mà Thiên Đô Sư Huynh ban cho để quét ngang hết tất cả, đoạt được một viên Âm Dương Vạn Thọ Đan cũng không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ xem ra không được rồi. Người nói chuyện là một nội môn đệ tử đầu đội Ngọc Quan. Vậy làm sao bây giờ? Vạn La Sư Huynh vẫn luôn chờ đợi chúng ta đoạt được Âm Dương Vạn Thọ Đan rồi giao lại cho huynh ấy. Tình thế bây giờ, Phương Hàn lúc nào cũng nhìn chằm chằm như thế thì làm sao mà đoạt lại được. Vạn La Sư Huynh cũng không có ra mặt, mà Thiên Đô Sư Huynh thì đi đến Thái Nhất Môn còn chưa có trở về. Nếu bây giờ chúng ta cứ như vậy mà nhảy ra thì chỉ có một con đường chết. Mấy người này ở trong góc này sớm đã lọt vào trong mắt của Phương Hàn. Hắc hắc,
Các ngươi tưởng là ta không biết là năm nay Hoa Thiên Đô chọn ra 100 nội môn đệ tử không ngừng bồi dưỡng, tăng cường thực lực cho bọn họ sao? Không tưởng được là nhờ vào lò luyện đan cấp bậc bảo khí mà lại giúp tạo ra được 4 cao thủ thần thông bí cảnh, quả thật là kỳ diệu. 4 người này đều có linh phủ phong ấn khí tức, chuẩn bị giả trừ ăn thịt hổ đây mà. Ta tọa trấn ở đây để xem các ngươi sẽ làm thế nào. Hắn thầm cười lạnh liên tục. Lần Sơn Hà Bằng đại tái này, thủ đoạn của hắn có thể nói là mây mưa thất thường. Đầu tiên là trực tiếp phế di ba đệ tử thần thông bí cảnh, sau đó liền đấu với Kinh Nhật Liệt trưởng lão, Kinh Động Thiên Hình trưởng lão, rồi cuối cùng lại không có chuyện gì. Quan trọng hơn là ngay cả đầu sỏ muôn đời Nhị Ý Tử ra mặt cũng không làm gì được. Ngược lại, Phương Hàn còn trực tiếp khiến cho ba người đột phá thần thông bí cảnh. Đến cuối cùng, mọi chuyện rối lên, đi gặp trưởng giáo thì mọi người thầm nghĩ rằng lần này Phương Hàn hẳn khó mà thoát khỏi bị trừng phạt, nhưng lại không ngờ là hắn có thể ngông nghênh trở lại, bộ dáng vô cùng thoải mái. Như vậy có rất nhiều trưởng lão, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử đều bị dọa nhảy dựng cả lên. Cho dù là Hoa Thiên Đô nếu như dám vi phạm môn quy, can thiệp vào Sơn Hà Bằng đại tái thì sợ là cũng sẽ bị nhốt vào tiên lao. Hừ, Phương Hàn lạnh lùng quét ánh mắt nhìn khắp toàn trường, lập tức hơn 10 vạn đệ tử đều trầm tĩnh trở lại, cũng không ai dám nói gì thêm, sợ là hắn xem người đó không vừa mắt thì lại phế đi. Mà người có quan hệ rất tốt với Phương Hàn, các nữ đệ tử Già Lam thì lại đều cao hứng, đắc ý. Cái gì là uy nghiêm? Cái này kêu là uy nghiêm, gọi là nắm quyền. Trông thấy ở đây có rất nhiều đệ tử phản ứng, trong tâm Phương Hàn cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Khi Phương Hàn vừa mới đi vào Sơn Hà Viện, một quang đảo qua hết toàn trường, kỳ thần liền phát hiện có mấy đệ tử thâm tàng bất lộ, rõ ràng là cũng đã tu luyện tới thần thông bí cảnh. Hơn nữa trên thân những người này còn loáng thoáng có khí tức của pháp bảo cường đại, hiển nhiên là đang có ý định muốn đoạt được phần thưởng của Sơn Hà Bảng. Vốn dựa theo tình huống bình thường thì trong 10 vạn đệ tử, những người này đều là những nhân vật nổi trội, thậm chí là những võ họ đại sư thành danh từ thời thiếu niên. Nhưng mà tu luyện tới thần thông bí cảnh thì cũng cực kỳ khó khăn, vạn người không có được một, cho nên hàng năm số người tấn chức trở thành chân truyền đệ tử cũng tuyệt không nhiều lắm, bình thường cũng chỉ 1-2 người. Nhưng mà năm nay thì khác, bởi vì năm nay đại môn phái ban thưởng hậu hình, hơn nữa Phương Hàn cũng phân phát ra lượng lớn nguyên anh đan, mà Hoa Thiên Đô cũng vì đối đầu với Phương Hàn mà không ngại bỏ ra giá lớn, nuôi dưỡng một đám đệ tử, các loại linh dược như giáp thần đan đều được ban xuống, cái này cũng giúp cho không ít đệ tử xuất sắc tăng tiến vượt bậc. Đương nhiên, phần thưởng Sơn Hà Bảng đại tái lần nữa cũng khích lệ không ít đệ tử liều mạng tu luyện, cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Tư tư tư, một đạo quang mang màu tím bắn ra, lập tức đánh nát phi kiếm của đệ tử, rồi dừng lại ở trên đầu nội môn đệ tử, không ngừng xoay tròn. Hồng Di sư tỷ, ta nhận thua, không ngờ được là sư tỷ lại luyện thành chân khí Tử Điên Âm Lôi Đao. Nội môn đệ tử này vội vàng nhận thua, Hồng Di quận chúa thu lôi đao lại, đứng im tại chỗ, chiến thắng dễ dàng. Không thể nghi ngờ, lần Sơn Hà Bằng đại tái này đều là do người Phương Hàn ủng hộ thao túng ra. Hiện tại, oanh động nhất chính là Hồng Di quận chúa. Nàng tu luyện tới thần thông bí cảnh, sau đó lại được Phương Thanh Tuyết hỗ trợ, tu luyện Tử Điện Âm Lôi Đao, trực tiếp đế thăng tới tầng thứ 2 thần thông bí cảnh, chân khí cảnh. Kỳ thật thì khi đạt tới thần thông bí cảnh, đối với 3 tầng đầu, chỉ cần có đủ tài nguyên thì rất dễ dàng vượt qua. Năm đó Phương Hàn đoạt được Thiên Mộc Thần Châm thì thần thông khó luyện như Thanh Đế Mộc Hoàng Công cũng chỉ cần 3 tháng là luyện thành. Mà Từ Điện Âm Lôi Đao thì dễ tu luyện hơn Thanh Đế Mộc Hoàng Công rất nhiều, chỉ cần có đủ lực lượng lôi đi, còn có Từ Kim Nguyên Từ Khoáng Mạch thì sẽ luyện thành nhanh chóng. Từ Kim Nguyên Từ Khoáng Mạch vừa sinh ra đã câu thông với lực lượng sấm sét, tu luyện giả hấp thu khí tức của nó, câu dẫn sấm sét, cô đọng thành lôi điện đao mang dùng cho giết người, phòng thân, luyện thể đều có tác dụng vô cùng to lớn, bá đạo. Có điều khi dẫn phát lực lượng sấm sét thì phải đặc biệt cẩn thận, nếu không thì sơ suất một chút là bị sét đánh chết, cho nên hiện tại có rất ít người tu luyện, như Phương Thanh Tuyết lại có Bất Diệt Điện Phù, có thể thao túng sấm sét, tu luyện cũng thuận tiện, dễ dàng hơn nhiều. Hạc sư tỷ, ta cũng nhận thua. Ở trên một lôi đài khác, Hạc Tiên Tử đánh ra một chảo, pháp lực hóa thành hình bóng một tên hạc, đánh đệ tử kia bay thẳng vào không trung, phi kiếm đều không còn chút linh khí nào, vội vàng nhận thua. Hạc Tiên Tử hiện tại đã hóa thành người, mặc dù vẫn chưa luyện thành chân khí, nhưng mà một thân pháp lực cực kỳ hùng hồn, không kém gì Hắc Thủy Vương giả năm đó. Yêu vốn rất khó có thể biến thành người, nhưng một khi biến hóa thì cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt, pháp lực cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Căn cơ Hạc Tiên Tử cũng đã kiên cố, ăn được không biết bao nhiêu linh đan rượu dược của Phương Hàn, từng nếm qua huyết đan luyện chế tứ bạch mao phi cương, trong cơ thể mang theo huyết thống ma hoàng. He he, thấy tên đệ tử kia nhận bại, Hạc Tiên Tử giống như một tiểu hài tử, cao hứng cười vui vẻ. Sơn Hà Bằng đại tái cứ tiếp tục tiến hành như vậy suốt 36 canh giờ, tiếp đó cũng không có vấn đề gì đáng chú ý. Có Phương Hàn áp trận, cũng không có ai dám làm gì, thậm chí mấy đệ tử được Hoa Thiên Đô bồi dưỡng cũng thành thật ngoan ngoãn,
không có phá bỏ phong ấn trên người để thể hiện ra lực lượng thần thông bí cảnh của mình mà cẩn thận né ra, bài danh ở ngoài 10 thứ hạng đầu. Bởi vì mục quang của Phương Hàn lúc nào cũng nhìn lên người bọn họ, làm cho bọn họ lo sợ không thôi, hận không thể lập tức rời khỏi trận đấu. Hết thảy mọi thứ đều đúng như hắn dự đoán. Lần Sơn Hà bằng đại tái này, Hồng Di quận chúa đoạt hạng nhất, Hạc Tiên Tử hạng 2, Hư Nguyệt Nhi hạng 3, Dạ Vũ hạng 4, một người nữa tên là Yến Hiểu Ngư hạng 5. Ngày đó Phương Hàn cũng từng gặp qua người này, nên mới đem quả thần thông ban cho nàng, giúp nàng nhất bộ đăng thiên. Năm người giữ năm hạng đầu, mỗi người được một viên âm dương vạn thọ đan mà ngay cả cao thủ kim đan cảnh cũng mơ tưởng, đồng thời còn thu được năm kiện bảo khí nữa. Mà năm người xếp hạng sau cũng đều là người của Già Lam hội, Nam Bối Bối, Ngả Vi, Tử Huyền, Yến Tiểu Tinh, Lâm Phương Hy, toàn bộ 10 thứ hạng đầu của Sơn Hà bảng đều do người của Phương Hàn nắm giữ hết. 10 thứ hạng đầu trên Sơn Hà bảng được ban thưởng nhiều nhất, thậm chí mỗi người đều có được một túi pháp bảo do hư không tinh thạch luyện chế thành. Chờ sau khi đại tái chấm dứt, Phương Hàn mới đứng thẳng lên, thỏa mãn gật đầu rồi quay trở lại Luân Hồi Phong. Chỉ chốc lát sau, mấy người đệ tử Già Lam hội cũng lần lượt đến Luân Hồi Phong, đi đầu là ba người Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư. Ba người được Phương Hàn ban cho không ít chỗ tốt, giờ đây đến để nói lời cảm tạ, đồng thời xuất ra âm dương vạn thọ đan của mình. Phương Hàn sư huynh, ba viên âm dương vạn thọ đan này anh cũng đang thiếu, mà chúng ta được anh ban cho thần đan, luyện thành thần thông cũng rất thỏa mãn rồi, cho nên ba viên đan dược này xin tặng cho sư huynh. Hương Nguyệt Nhi nói, thấy Hương Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư đem âm dương vạn thọ đan của mình dâng lên thì Phương Hàn mỉm cười, cũng không cự tuyệt, vung tay lên thu lấy ba viên đan dược. Âm dương vạn thọ đan chính là thiên cấp linh đan, cường hóa thân thể, gia tăng thọ mệnh. Cho dù là cao thủ như Hoa Thiên Đô có được lò luyện đan cấp bậc đạo khí cũng không thể luyện chế ra được, bởi vì nhất định phải là cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể luyện chế ra được, hơn nữa hao tổn rất nhiều thời gian, tinh lực. Là đan dược ngang cấp với cửu khiếu kim đan, lôi cốt xá lợi. Năm trước tuy Phương Hàn đoạt được một viên nhưng lại tặng cho Long Huyên, khi đó căn cơ hắn nông cạn, không thể không nén lòng bỏ đi thứ yêu thích để củng cố. Bây giờ căn cơ hùng mạnh, tự nhiên là muốn thu lại, mà đan dược này đối với hắn cũng có chỗ tốt, bởi vì hắn chưa từng dùng qua đan dược này. Đan dược chia làm 5 năm cấp, nhân, linh, địa, thiên, tiên. Trong đó nhân cấp đan dược chẳng khác gì đan dược dùng làm thức ăn, bổ sung nguyên khí, mà 4 đẳng cấp khác đều có hiệu quả vô cùng tốt, hoặc là gia tăng pháp lực, hoặc là gia tăng thọ mệnh, mở rộng não hải. Nhưng bình thường các loại đan dược này cũng chỉ có thể dùng một lần, đến lần thứ 2 thì hiệu quả giảm đi rất nhiều, thậm chí không có ý nghĩa. Tỷ như pháp thánh xá lợi, sau khi nuốt xuống xong thì người ta có được lực lượng vạn mã bôn đằng. Phương Hàn bây giờ có bổn nguyên của 2 cao thủ kim đan cảnh, có thể luyện chế ra 2 viên pháp thánh xá lợi nhưng cũng không dùng cho chính mình. Không phải là không thể dùng mà là vì hiệu quả quá kém. Có điều, Phương Hàn chưa dùng qua âm dương vạn thọ đan, hiện tại dùng vào thì sẽ thu được lợi ích rất lớn, tăng thêm tố chất thân thể, gia tăng thêm 600 năm thọ mệnh, lại còn có thể vận dụng thuấn gian di động của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm mà không sợ thân thể bị tổn thương. Từ sau lần đại chiến cùng Mạnh Thiểu Bạch, dùng thuấn gian di động để triệt tiêu ưu thế tốc độc của đối phương, Phương Hàn cũng biết là thân thể càng cường đại thì càng tốt. Người khác thi triển thuấn sát đại pháp, phi kiếm trong chớp mắt thuấn di cũng là rất ghê gớm rồi. Khi di chuyển với tốc độ cao như vậy, cho dù phi kiếm cấp bậc bảo khí bình thường cũng sẽ bị hỏng mất, mà hắn thuấn di trong nháy mắt như vậy thì thân thể phải khủng bố đến mức nào, sớm mạnh mẽ gấp trăm lần phi kiếm bình thường. Tiếp nhận lấy 3 viên âm dương vạn thọ đan, Phương Hàn đem một viên ném vào trong miệng mình, liền cảm giác được âm dương vạn thọ đan từ trong cổ hắn dâng lên 2 luồng bạch khí, xoắn quanh người, làm dịu tất cả da thịt, gân cốt, thậm chí là cốt tủy. Có kinh nghiệm dùng qua lôi cốt xá lợi, Phương Hàn cũng rất dễ dàng tiếp nhận dược lực của đan dược này, đem dược lực dung nhập vào trong máu, lưu chuyển khắp toàn thân, cuối cùng kết hợp với cốt tủy, cường hóa cốt cách, thân thể. 3. Toàn thân hắn phát ra âm thanh run rẩy, da thịt trên người liên tục biến đổi màu sắc, lúc thì là màu vàng, lúc là màu tím, lúc lại phân biệt ra 2 màu đen trắng, trong đó còn ẩn chứa tiếng sấm sét nữa. Mấy nữ đệ tử thấy cảnh tượng kỳ dị này thì đều há hốc mồm, không biết là hắn đang tu luyện loại kỳ công gì. Qua một hồi lâu, dị biến ở trên người Phương Hàn dần lắng xuống, nhưng mọi người đều cảm giác được da thịt, thân thể hắn ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, giống như có thể tùy tiện quyết định sinh tử của người khác, nhất là bàn tay của hắn, to lớn, mạnh mẽ, 5 ngón tay toát ra khí thế vững chãi, mỗi đầu ngón tay như một quả núi lớn. Mấy nữ đệ tử bị khí thế này đè ép làm cho cảm thấy rất khó chịu, không thở nổi. Phương Hàn, nhục thể của ngươi lại tăng cường thêm một bước nữa rồi, tuy không có khả năng luyện thành bất tử chi thân, nhưng mà bây giờ dù cho có toàn lực thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm với tốc độ rất cao, ta tính toán có thể đạt tới tốc độ gấp 300 lần tốc độ âm thanh. 3.500 năm trước, trưởng giáo Vũ Hóa Môn thi triển thuấn sát đại pháp cũng chỉ đạt tới tốc độ gấp 3.000 lần, ngươi bây giờ đã đạt tới 1/10 của hắn, như vậy cũng rất lợi hại rồi.
Diêm đột nhiên giống lên, ta tự nhiên còn kém bất tử chi thân rất nhiều. Bất tử chi thân chính là tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh, nghe đồn chém mất đầu vẫn có thể mọc lại cái mới, người bị đánh thành thịt vụn vẫn có thể tụ hợp lại, thậm chí hóa thành tro bụi cũng có thể từ tro bụi ngưng tụ lại thành nhân hình. Ta hiện tại nếu như bị người khác chém mất đầu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn cười hắc hắc, dùng tinh thần trao đổi với Diêm, có điều hiện tại thân thể ta có thể di chuyển với tốc độ gấp 300 lần tốc độ âm thanh, chẳng những có thể giết người mà còn có thể chạy trốn nữa. Âm dương vạn thọ đan quả nhiên thần kỳ, hiện tại ta có thêm 600 năm thọ mệnh, tuổi thọ của ta sợ là đã vượt qua 3.000 năm. Đến khi ngưng luyện thành kim đan thì thọ mệnh sẽ lại gia tăng, đến lúc đó có thể sống lâu 5-6.000 năm, cũng đủ để ta luyện thành trường sinh bí cảnh. Chờ khi nào ngươi tu luyện tới tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh thì có thể nhìn rõ thọ mệnh của bản thân. Từng ngày qua đi, từng năm qua đi, Diêm cười hắc hắc nói, cái mùi vị đó mới thật là thú vị, nó sẽ khiến ngươi liều mạng tu luyện. Bình thường cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh đều triệt để bế quan, tranh đấu gì đó đều không còn ý nghĩa nữa. Hừ, Phương Hàn thu liễm khí tức, triệt để luyện hóa âm dương vạn thọ đan của mình, rồi mới nói với mấy nữ đệ tử, hiện tại các người đều đã luyện tới thần thông bí cảnh, đi bái kiến chuyển công trưởng lão liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Đến lúc đó môn phái cũng sẽ vì các ngươi mà kiến tu một ngọn núi, mỗi người nhận lấy một ngọn. Có điều gần đây trong thiên địa bất ổn, đại kiếp sắp giáng xuống, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Ta ban cho các ngươi một ít pháp bảo để thủ hộ ngọn núi của mình. Trong lúc nói chuyện hắn vung tay áo lên, từ bên trong bay ra ba bộ pháp bảo, đều là một bộ pháp bảo nguyên vẹn. Một bộ là 64 tiểu phiên màu trắng, gọi là Bạch Vân phiên, mỗi một cái đều là một kiện trung phẩm bảo khí. Một cây giơ lên liền khiến cho Bạch Vân bốn phía tề tự về, có thể ngăn cản phi kiếm ám sát, độc hỏa yên vụ, lôi điện oanh tạc. Nếu như liên hợp thành một bộ thì có lực phòng ngự rất cường đại, một khi bố trí ra cả ngọn núi sẽ bị mây trắng bao phủ, người bên ngoài căn bản không cách nào đi vào được. Còn hai bộ kia là hai kiếm trận, một bộ 24 thanh phi kiếm, ngư long kiếm trận, trận đủ ngư long mạn diễn. Còn bộ kia là bộ mà Phương Hàn từng muốn luyện chế, thiên tuyệt kiếm trận, là một ma kiếm trận của chân truyền đệ tử thiên tuyệt ma cung dùng để thủ hộ đỉnh núi của mình. Những vật này đều là di vật của 6 vị thần quân. Phương Hàn hiện tại rất nghèo, căn bản không có bảo bối gì có thể ban cho đệ tử. Về phần diễn nguyệt kiếm trận đều là những kiếm trận cấp bậc tuyệt phẩm bảo khí, cũng không nỡ tặng cho người khác, vẫn còn rất nhiều hữu dụng đối với bản thân. Hơn nữa, những nếu đưa những cái này ra ngoài thì sẽ khiến cho những cao thủ chưa đạt tới thiên nhân cảnh rối loạn một phen. Cái này, thấy Phương Hàn thoáng cái liền xuất ra ba bộ đại trận, mấy nữ đệ tử khác đều khiếp sợ không nói nên lời, cho rằng Phương Hàn đã chiếm được động phủ của tiên nhân nào đó. Phải biết rằng, cả ba bộ này cần đến mấy trăm kiện bảo khí mới thành, một cái bình thường không có gì lợi hại. Nhưng mà khi đã tập trung đầy đủ thì uy lực lại khác. Một thanh ngư long kiếm bất quá cũng chỉ là trung phẩm bảo khí, lực sát thương không lớn, chỉ có chừng trăm mã lực, nhưng có đủ 24 thanh, phối hợp với trận đồ thì lực lượng không đơn giản, chỉ là gia tăng gấp bội mà thôi. Có được những đại trận này thủ hộ ngọn núi, lại tốn hao một ít thời gian để củng cố địa mạch, phòng thủ kiên cố, một cao thủ tầng thứ 2 thần thông bí cảnh cũng không sợ cao thủ tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Thanh giả nhà cũng rung động một chút, tựa hồ vì chuyện này mà rung động. Chờ khi nào các ngươi dựng được ngọn núi của mình, trồng dược điền thì ta sẽ làm một trận thanh đế vũ, tăng thêm linh khí cho ngọn núi của các ngươi. Phương Hàn lại nói, đa tạ sư huynh, vài nữ đệ tử mừng rỡ nói. Thời gian tiếp theo cũng rất nhàn nhã, Hạc tiên tử, Hồng Di quận chúa đều trở thành chân truyền đệ tử, thiên công trưởng lão lập tức phái đại lực thần ma vì các nàng mà kiến tạo ngọn núi. Hồng Di quận chúa đoạt được hạng nhất, được ban cho đại diệt thương vương trận, uy lực không kém gì ba bộ đại trận mà Phương Hàn ban thưởng cho mấy nữ đệ tử Già Lam hội. Mà Hạc tiên tử cũng nhận được không ít bảo khí, có điều Phương Hàn vẫn ban cho nàng một bộ đại trận gọi là Minh Xà Thương Nhập Trận. Kiếm trận này do 100 thanh vi kiếm hợp lại mà thành, có thể hóa thành Minh Xà, uy lực không kém gì đại diệt thương vương trận. Đương nhiên, mấy bảo bối này đều là của mấy vị thần quân lưu lại. Bảo bối của các vị thần quân này đều rất ghê gớm, hiển nhiên là chuẩn bị dùng để lôi kéo tu sĩ các môn phái, mua chuộc bọn họ làm phản đồ. Phương Hàn chiếm được di vật của 6 đại thần quân không khác gì đoạt được một toàn bảo khố nho nhỏ. Đồng thời, lần ban thưởng này, Phương Hàn cũng biết vì cái gì mà các đại môn phái lúc nào cũng lo lắng thiếu pháp bảo ban thưởng, vì cái gì mà Vũ Hóa môn luôn muốn đoạt được Thánh Nguyên Tiên Phủ. Mỗi lần có một đệ tử thần thông bí cảnh tấn thăng lại ban thưởng nhiều như vậy thì cho dù là Thái Nhất môn cũng không chống đỡ nổi. Nhưng mà không có pháp bảo phòng thân thì đệ tử thần thông bí cảnh cũng rất dễ bị giết chết. Ban thưởng pháp bảo xong, Phương Hàn còn đi đến các ngọn núi của các đệ tử này làm ra một trận thanh đế vũ, làm sinh ra đại lượng linh dược thành tinh. Hiện tại mặc dù đang là mùa đông, những ngọn núi mới thành đều bị tuyết phủ trắng, nhưng sau khi thanh đế vũ đổ xuống thì cây cối mọc lên, trải qua đủ biến hóa bốn mùa. Ngoài năm người Hồng Di quận chúa, Hạc tiên tử, Hư Ngu Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư tấn thăng thành chân truyền đệ tử, dựng lên ngọn núi của mình, còn có bốn người khác,
chính là các chân truyền đệ tử do Hoa Thiên Đô bồi dưỡng thành. Bọn họ ở Sơn Hà Bàng đại tái không dám giải khai phong ấn, nhưng sau khi đại tái kết thúc thì cũng hiển lộ thực lực, yên lặng trở thành chân truyền đệ tử. Một năm này, Vũ Hóa Môn thoáng có thêm 9 đệ tử thần thông bí cảnh, có thể nói là một mùa thu hoạch lớn. Ngoại trừ Thái Nhất Môn ra, cũng không có môn phái nào có thể so sánh với tốc độc như vậy. Đương nhiên, đó là không tính 3 người Phương Mã bị Phương Hàn giết chết, bằng không thì Vũ Hóa Môn có được 12 đệ tử luyện thành thần thông, lại càng hùng tráng hơn. Sắp xếp cho 5 người Hồng Di Quận Chúa, Hạc Tiên Tử, Hương Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Yến Tiểu Ngư xong xuôi, Phương Hàn nhàn rỗi, mỗi ngày đều luyện khí, tìm hiểu thần thông, đồng thời ngưng luyện đan dược, cùng với Tinh Vân Bảo Bảo tìm hiểu các thần thông về tinh tú. Đồng thời hắn còn lấy một viên âm dương vạn thọ đan và quả thần thông cho Tinh Vân Bảo Bảo, nhưng kỳ quái là thân thể Tinh Vân Bảo Bảo đã mạnh thêm không ít nhưng mà mãi vẫn không thể đột phá thiên nhân cảnh, cái này không khỏi làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Phải biết rằng trong quả thần thông ẩn chứa thần lực đã được cây thế giới tinh lọc qua một lần. Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng là nhờ hấp thu thần lực mà đột phá tầng thứ 5, thiên nhân cảnh, vì cái gì Tinh Vân Bảo Bảo lại không thể. Đến lúc này Phương Hàn mới hiểu được đan dược không phải vạn năng, muốn đột phá hay không phải dựa vào chính mình. 3 tháng trôi qua, phong ba lắng xuống, tất cả các đệ tử đều dần yên bình trở lại, tập trung vào tu luyện, cả mùa đông cũng trôi qua một cách tĩnh lặng. Phương Hàn cũng dùng 3 tháng thời gian này để tập trung tu luyện, trong nháy mắt, đông đi xuân tới, hắn rốt cuộc cũng luyện chế ra 400 vạn nguyên anh đan, dùng để tặng cho trưởng lão của ba đại kiếm phái và Phương Thanh Tuyết. Sau đó, cũng không còn khoản nợ nào nữa, có thể tập trung tinh lực để nuôi nấng trứng côn bằng hóa thành đại thôn phệ ma trận. Chỉ cần quả trứng côn bằng này ấp nở, hóa thành đại thôn phệ ma trận rồi bị Phương Hàn hấp thu thì sau này hắn sẽ còn khủng bố hơn côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiều Bạch. Côn bằng nguyên thần hấp thu pháp bảo là một loại bản năng, là ở trạng thái nguyên thủy nhất. Mà đại thôn phệ thuật là do cường giả chí tôn trong thiên ma tìm hiểu thiên địa huyền cơ mà sáng tạo ra thôn phệ ma trận, cướp đoạt hết thảy vô thượng thần thông, huyền ảo hơn rất nhiều so với bản năng của côn bằng. Vốn Phương Hàn muốn đem kim đan của Triệu Huyền Nhất luyện hóa, hấp thu lấy phong thần đại pháp ở trong đó, ngừng luyện toàn bộ lục phủ ngưng tạng, ngưng kết lại thành một thể, giúp cho thân thể cường đại đến mức không tưởng. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không có phá kim đan rồi chỉ hấp thu có một môn thần thông, nhưng vậy rất là lãng phí. Bởi vì kim đan là một chỉnh thể, một khi bị phá ra thì nếu như không hấp thu tất cả các thần thông mà chỉ hấp thu một cái thì những cái còn lại cũng không cách nào ngưng kết lại một lần nữa, chỉ có thể bỏ đi. Các loại thần thông, đại trận lợi hại ở trong đó rất nhanh đều sẽ tiêu tán. Kim đan của Triệu Huyền Nhất ẩn chứa trong 27 loại thần thông, vì một môn thần thông mà bỏ hết 26 cái kia thì thật sự là quá lãng phí. Vốn Phương Hàn định chờ Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện tới thiên nhân cảnh thì sẽ đánh tan kim đan của Triệu Huyền Nhất, hấp thu phong thần đại pháp, còn lại 26 loại thần thông kia sẽ để lại cho nó. Phương Hàn có cảm giác rằng phong thần đại pháp là thần thông cực kỳ trọng yếu đối với hắn, thậm chí hắn loáng thoáng cho rằng một khi luyện thành phong thần đại pháp thì có thể đem lục mục phong thần bia dung nhập vào trong lục phủ của mình, thân thể lại được cường hóa thêm một lần nữa, đến lúc đó thì triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm sẽ nhanh như thiểm điện, có thể trong chớp mắt vượt qua khoảng cách ngàn dặm, giết chết địch nhân dễ như trở bàn tay. Lúc đó tốc độ của Mạnh Thiểu Bạch cũng chỉ là trò cười mà thôi. Tinh Vân Bảo Bảo, chừng nào đệ mới có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh? Nhìn Tinh Vân Bảo Bảo đang ngủ ở bên cạnh mình, không có chút lo lắng, suy tư gì hết, Phương Hàn tức giận dùng gõ đầu hắn mấy cái. Oa, cảm giác có người tự nhiên ký đầu mình, Tinh Vân Bảo Bảo từ trong mơ màng tỉnh dậy, há miệng cắn lấy bàn tay Phương Hàn, không ngừng mút lấy mút để, giống như đang ăn một vật gì đó có vị rất ngon. Phương Hàn lắc đầu, vội vàng rút ra, Tinh Vân Bảo Bảo táp táp không khí vài cái, rồi lại tiếp tục ngủ. Chứng kiến cảnh này, Phương Hàn cũng không biết phải làm gì nữa. Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm cuồng trưởng lão, Đan Đỉnh kiếm phái Đan Tiêu Tử, Thông Thiên kiếm phái Phùng Phi Thiên đến bái phòng Phương Hàn đạo hữu. Đúng lúc này, từ xa xa bên ngoài ngọn núi truyền đến thanh âm mạnh mẽ, truyền thẳng vào trong đại trận của Phương Hàn. Ha ha ha, ba vị trưởng lão quả nhiên là người giữ chữ tín, mời vào, ta đã luyện chế 300 vạn nguyên anh đan cho các vị rồi, mỗi người 100 vạn viên. Phương Hàn nghe được thanh âm thì liền phóng thẳng lên trời, quả nhiên trông thấy ở xa xa có ba đạo kiếm quang bay tới. Vừa nghe mình trả lời liền bay vào trong phạm vi của Vũ Hóa Sơn, dừng lại trên đỉnh Luân Hồi Phong, kiếm khí cường đại tỏa ra bốn phía. Ba đại trưởng lão đều là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, dù cho ở nơi nào đi chăng nữa thì nhấc tay, dậm chân một cái đều có uy chấn thiên hạ vạn vật. Ba người đồng thời tới bái phòng Phương Hàn liền làm kinh động tất cả chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, đương nhiên là cũng có một ít trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung bay ra dò xét. Thanh âm của Phương Hàn làm cho rất nhiều người lắp bắp kinh hãi, dù sao cũng có rất nhiều người không biết chuyện giao dịch này, cũng không biết là Phương Hàn đã giết hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất. Sau khi ba đại trưởng lão này trở về cũng không có truyền tin tức ra ngoài, Thái Nhất Môn tự nhiên là sẽ không chủ động truyền tin tức đi. Hiện tại tin tức còn đang ở thời kỳ phong bế.
Cái gì? 300 vạn viên đan dược, hơn nữa còn là nguyên anh đan. Lúc này Linh Tiêu đan tu luyện ở ngọn núi của mình, hắn là cao thủ kim đan cảnh, bây giờ vẫn còn bảo trì uy thế, bởi vì chưa giao thủ với Phương Hàn, không giống như Vạn La thanh danh đã bị hủy hết. Hắn mỗi ngày đều yên lặng tu luyện, hy vọng một ngày đột phá, vượt qua Phương Hàn, đánh bại được Phương Hàn. Người này tâm cơ thâm trầm, tuy biểu hiện ra bên ngoài là người ủng hộ Hoa Thiên Đô, nhưng mà cũng có dã tâm với chức vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Nhưng hiện tại, trưởng lão của ba đại kiếm phái đến, Phương Hàn lại còn mở miệng nói là tặng người ta 300 vạn viên nguyên anh đan, đã đánh một chửi nặng nề vào lòng tin của hắn. 300 vạn nguyên anh đan, ta dù có đem toàn bộ tài sản của mình ra bán cũng không có khả năng gom góp đủ, nhưng mà như kiểu hắn nói thì rất hời hợt, giống như mất đi một sợi lông trên chín con trâu vậy, sau này ta còn có thể vượt qua hắn được sao? Ba đại trưởng lão hôm nay tới Vũ Hóa Môn chúng ta, không tiếp đón từ xa thật là thất lễ, kính xin thứ lỗi. Có rất nhiều trưởng lão ở trong Vũ Hóa Thiên Cung đồng thời hô lớn, khách khí rồi, hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là bái phỏng Phương Hàn đạo hữu mà thôi, không dám kinh động chư vị trưởng lão. Trưởng lão của ba đại kiếm phái vội vàng nói, có vẻ muốn hạ xuống luân hồi phong. Ba vị trưởng lão thân phận tôn quý, ở xa tới làm khách, một ngọn luân hồi phong của Phương Hàn cũng không đủ tiện nghi, hay là chúng ta vào nghênh tân đại điện ở Vũ Hóa Thiên Cung đi. Phương Hàn vung tay lên, một đạo tường vân nâng ba vị trưởng lão lên, bay về phía Vũ Hóa Thiên Cung. Ba đại trưởng lão ngẩn người ra, cảm giác được lực lượng liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận từ dưới chân bọn họ bốc lên, nâng bọn họ bay thẳng lên Vũ Hóa Thiên Cung. Bọn họ có chút cảm giác không thể chống lại, liền hiểu được lực lượng của Phương Hàn lại tăng thêm một tầng nữa rồi, thật là thâm bất khả trắc. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của những người kia. Phương Hàn đương nhiên là mạnh hơn so với khi còn ở Ngũ Hành Điện rất nhiều, dùng Lôi Cốt Xá Lợi và lĩnh ngộ trong trận chiến với Mạnh Thiểu Bạch, lại thêm một viên Âm Dương Vạn Thọ Đan, thân thể ngưng luyện tới cực điểm. Lần này nếu như hắn đối đầu với cao thủ kim đan cảnh thì cơ hồ chỉ trong nháy mắt là giết chết được đối phương, mà nếu hắn một chọi một với trưởng lão của ba đại kiếm phái thì chắc hẳn không thua. Mỗi người bọn họ kỳ thật đều kém Mạnh Thiểu Bạch một chút. Mạnh Thiểu Bạch ký sinh trắng của Côn Bằng, có được đặc thù của Côn Bằng, là người mà không phải người, là yêu mà không phải yêu, một tồn tại rất cường đại. Nghênh tân đại điện ở Vũ Hóa Thiên Cung vô cùng rộng lớn, bàng bạc, rộng gấp 10 lần so với Sơn Hà Viện. Ở trong có những cái ghét chạm chỗ long phượng, đằng sau là bình phong bằng vàng bằng ngọc, có vẽ hình ảnh thần tiên, người tu đạo. Phương Hàn vừa đi vào thì thấy có rất nhiều trưởng lão phụ trách tiếp khách đứng dậy, nghênh đón ba vị trưởng lão. Những vị trưởng lão này toàn bộ đều là cao thủ dưới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, mạnh nhất là người lĩnh ngộ được âm dương, yếu nhất là luyện thành chân khí. Tổng cộng có chừng mấy trăm vị. Đối với những trưởng lão này, Phương Hàn tự nhiên không khách khí, trực tiếp đi vào trong đại điện, hướng về một cái ghế. Ghế kia vô cùng to lớn, cũng không biết là làm bằng tài liệu gì, đằng sau nó là một tấm bình phong khổng lồ, nhưng không có điều khắc long phượng, chỉ có bốn chữ Vũ Hóa Phi Thăng. Điều này hiển nhiên đây là chỗ ngồi của trưởng giáo Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ. Hiện giờ Phương Hàn lại đi thẳng về cái ghế này, tựa hồ muốn ngồi lên cái ghế đó. Tất cả trưởng lão trong tân đại điện đều ngẩn ra, thậm chí Đan Tiêu Tử, Phùng Phi Thiên, Kiếm Cuồng trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ là Phương Hàn lại có lá gan lớn như vậy. Tuy Vũ Hóa Môn không có môn quy là chân truyền đệ tử không được ngồi vào chỗ ngồi của trưởng giáo, nhưng mà cái này chính là quy tắc ngầm. Có điều Phương Hàn lại là loại không sợ trời, không sợ đất, hắn như thế nào lại e ngại mấy chuyện này. Các vị trưởng lão, ngôi vị trưởng giáo này sớm muộn gì cũng là của ta. Dù sao thì 3 tháng trước trưởng giáo đã nói nếu như ta có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh, chiến thắng được Hoa Thiên Đô, hỗ trợ Vũ Hóa Môn đoạt được Thánh Nguyên Tiên Phủ thì ông ấy sẽ thoái vị giao lại cho ta. Đi tới trước cái ghế của trưởng giáo, Phương Hàn thoáng dừng lại, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ có nên ngồi xuống hay không. Cơ hồ tất cả những trưởng lão ở đây đều cảm giác được khí thế của Phương Hàn, liền trầm mặc không nói gì. Gần đây Phương Hàn hung uy ngập trời, giết chết Quỷ Đế, luyện Sơn Phong, đánh bại Mạnh Thiểu Bạch, khống chế Sơn Hà Bằng đại tái. Cho dù là trưởng lão tầng thứ 9 thần thông bí cảnh cũng không dám đụng tới hắn, chứ đừng nói mấy vị trưởng lão nghi thức, lễ nghĩa ở đây. Mà ba đại trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được gì đó, âm thầm gật đầu. Thật lâu sau, Phương Hàn vẫn không có ngồi lên, mà lại đứng ở dưới chiếc ghế nói, ba vị đạo hữu, đây là 300 vạn viên nguyên anh đan, xin hãy tiếp nhận. Phương Hàn vung tay lên, ba dòng nước dài lấp lánh tinh quang bay về ba đại trưởng lão, mỗi một viên đều to lớn, sáng bóng hơn rất nhiều với đan dược bình thường. Bên trong cuồn cuộn nguyên khí truyền ra, làm cho mấy vị trưởng lão của ba đại kiếm phái rất vui vẻ. Trưởng lão của ba đại kiếm phái cũng không khách khí, lập tức thu lấy, đây là cái mà họ tha thiết ước mơ, ai cũng không khách khí. Đúng rồi, ba vị đạo hữu gần đây có nghe được tin tức gì không? Chứng kiến ba vị trưởng lão thu lấy đan dược, Phương Hàn cười cười, hỏi một cách tùy tiện, ta đánh chết hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất mà sao đến bây giờ vẫn không hề truyền ra bên ngoài.
Thái Nhất Môn thật là vô sỉ đến cực điểm, đã nói một trọi một đấu pháp mà lại không giữ lời, đánh lén ta. Cái gì? Phương Hàn giết chết hai cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất. Ta cũng có biết hai vị cao thủ kim đan cảnh này, uy phong cao ngất, vậy mà vẫn bị Phương Hàn giết chết. Làm sao có thể như vậy được? Cho dù Phương Hàn có thực lực này cũng không có lá gan đó, cho dù ma đế cũng không dám làm như vậy. Không có khả năng, không thể nào. Dựa theo đạo lý thì người Thái Nhất Môn đáng lẽ đã sớm đuổi giết đến đây rồi. Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ gặp cảnh rất khó khăn. Vì cái gì mà lâu như vậy còn chưa tìm tới cửa? Hai đại cao thủ kim đan cảnh vậy mà lại bị giết. Nói ra như vậy ai có thể tin được, nhưng mà hình như đây là sự thật. Trong sát na này, cả đại điện trở nên có chút rối loạn. Phương Hàn đem chuyện mình giết Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất ra là có lý do cả, bởi vì hắn muốn tăng thêm uy thế của mình trong Vũ Hóa Môn, làm cho mọi người triệt để kính nể mình. Bây giờ đối với việc đánh bại Vạn La, Mạnh Thiểu Bạch, phế bỏ mấy người Phương Mã, thao túng Sơn Hà Bảng cũng chỉ làm cho người trong môn phái sợ hãi mà thôi. Đối với việc trấn áp thì chỉ sợ hãi không đủ mà còn cần tín phục nữa. Mà bây giờ đối với việc giết chết kẻ địch ở bên ngoài sẽ khiến cho mọi người bội phục. Thái Nhất Môn quá kiêu ngạo, sớm đã bị người trong thiên hạ chán ghét. Nhưng mà thế lực của Thái Nhất Môn quá khổng lồ, chỉ cần hơi mạo phạm một chút liền bị người ta hô đánh, kêu giết, trả thù. Người trong thiên hạ để tức giận nhưng lại không dám nói gì. Cho dù là các trưởng lão Vũ Hóa Môn cũng có rất nhiều người bất mãn với Thái Nhất Môn. Bây giờ nghe được Phương Hàn giết chết hai tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn thì đầu tiên là khiếp sợ, tức giận rồi lại thư sướng. Thậm chí có một vài trưởng lão hận mình không thể tận mắt chứng kiến một màn này. Chém giết hai tiểu đầu sỏ của Thái Nhất Môn, hình ảnh đó sẽ rung động đến mức nào? Vừa nghĩ tới liền khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào lên. Phương Hàn trông thấy không khí trong đại điện có chút huyên náo thì giơ tay lên, xuất ra chút khí thế, lập tức cả đại điện liền trở nên yên tĩnh. Mọi người đều im lặng hết, mọi người đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng, không hẹn mà cùng im lặng. Kẻ còn chưa luyện thành kim đan mà giơ tay, nhấc chân đều có uy nghiêm mạnh mẽ như vậy, có được quyền cao chức trọng trong Vũ Hóa Môn. Nếu như hắn luyện thành kim đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp, luyện thành thiên địa pháp tướng thì sao? Có lẽ có thể chống lại cả đầu sỏ muôn đời, trường sinh bí cảnh. Trưởng lão ba đại kiếm phái có chút sững sờ, việc này cũng không nên truyền ra ngoài nhiều quá. Kiếm Cuồng trưởng lão dừng một chút rồi nói, dù sao thì Thái Nhất Môn cần thể diện. Hiện tại bọn họ đã biết rõ đối lý nên không dám gây áp lực với Phương Hàn đạo hữu, nhưng nếu đem chuyện này truyền ra ngoài, nói không chừng bọn họ thật sự thẹn quá hóa giận, ngược lại là một số việc bất lợi cho đạo hữu, cứ như hiện giờ cũng có chỗ tốt của nó. Hừ, Thái Nhất Môn thật sự bỏ qua cho chúng ta sao? Thái Thượng trưởng lão của bọn họ, Thái Hoàng Thiên Nhân khi chúng ta xuyên qua thông đạo không gian đã ra tay định giết chết chúng ta, may là có Viễn Cổ Ma Tôn ngăn trở nên không thành công, nếu không thì chúng ta đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Phương Hàn cười lạnh nói, cái gì? Phương Hàn đạo hữu nói chuyện này có thật? Đan Tiêu Tử ngẩn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó mục quang lưu chuyển, nhớ tới lúc mình bẩm báo lại sự tình cho trưởng giáo lập tức đi sâu vào trong môn phái thương lượng với các vị thái thượng trưởng lão rất lâu, sau khi đi ra cũng không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phẫn nộ, rồi lại uất ức, mà theo như lời Phương Hàn thì có 8-9 phần 10 là thật rồi, Thái Nhất Môn thật là lớn mật, không ngờ lại hèn hạ như vậy, thậm chí còn có ý định giết chết chúng ta, bọn chúng định giết người diệt khẩu. Vĩnh viễn che giấu chuyện này, dụng tâm thật là ác độc, cho dù là ma đạo quỷ bí, tàn nhẫn, độc ác nhưng cũng không vô sỉ như Thái Nhất Môn. Mẹ, đây là phong thái của đệ nhất môn phái tiên đạo sao, rõ ràng là đã đọa lạc thành một đám lưu manh rồi, không bằng cả ma đạo, ít nhất mà còn nói danh dự. Phùng Phi Thiên, Kiếm Cuồng trưởng lão đều tức giận mắng chửi, bọn họ nghĩ lại thì vừa sợ vừa giận, vạn nhất vị Viễn Cổ Ma Tôn ở ngũ hành địa kia không ra tay thì bây giờ bọn họ đã hóa thành tro bụi, hơn nữa còn không biết vì sao. Bọn họ mặc dù là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, nhưng mà Thái Hoàng Thiên là ai? Là đầu sỏ muôn đời tham gia thần ma đại chiến một vạn năm trước. Một vạn năm trước, người này là trưởng giáo của Thái Nhất Môn, uy chấn chư tiên vạn giới, không nói huyền hoàng đại thế giới, mà cho dù một số ngoại vực tinh không cũng đều biết đến uy danh của hắn. Hiện giờ đã luyện tới tầng cuối cùng trường sinh bí cảnh, có rất nhiều hy vọng phá tan cánh cửa tiên giới, trở thành một tồn tại bất diệt. Đầu sỏ như vậy lại tự mình đuổi giết mấy người thần thông bí cảnh. So với chuyện ăn cơm, uống nước còn đơn giản hơn, ai lại dám đi chọc hắn cơ chứ? Có thể nói là cho dù trưởng giáo của ba đại môn phái biết là Thái Hoàng Thiên ra tay giết người thì cũng chỉ có thể giả bộ không biết mà thôi. Cho nên ba vị trưởng lão đối đãi với Thái Nhất Môn vẫn không thể quá khách khí. Có điều, lúc này bọn họ vì đại thế mà không thanh toán chúng ta, huống hồ ma đạo lúc nào cũng nhìn chờ trực. Chúng ta không thể tự hủy đi trường thành của mình. Vũ Hóa Môn chúng ta muốn liên kết với ba đại kiếm phái thành một thể, như vậy 3 năm sau mới có thể giữ được uy nghiêm của chúng ta. Phương Hàn đã châm ngòi thành công, xoay chuyển lời nói, linh phủ xuất nhập ngũ hành địa ở trên tay ta, hiện tại ta muốn đi quần tinh môn đưa tin, đồng thời luận bàn với đệ tử tinh anh của họ, thành lập ra một đội ngũ chấp pháp,
sau đó cùng đi ngũ hành địa lịch lãm một chuyến. Không biết ba đại kiếm phái có ý kiến gì hay không, có định tham gia vào đội chấp pháp này hay không? Thành lập đội chấp pháp, trưởng lão ba đại kiếm phái vừa nghe thì dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Thái nhất môn từng nói về vấn đề này, có điều các môn phái tiên đạo vì sợ uy thế của thái nhất môn quá lớn nên không có đồng ý. Ba đại kiếm phá, quần tinh môn, vũ hóa môn chúng ta, năm đại môn phái liên hợp, lựa chọn ra một ít đệ tử tinh anh, tạo thành đội ngũ chấp pháp, là chuyên môn xử lý chuyện của đệ tử năm môn phái, không liên quan đến các môn phái khác. Có điều người của chấp pháp đội nhất định phải hơn người bình thường một bậc, cho nên ta chuẩn bị cùng những đệ tử này đi ma luyện một lần, còn cung cấp một ít đan dược để tu luyện. Phương Hàn mặt ngoài nói thì rất là công bằng, nhưng bên trong cũng có chút tính toán của mình. Tạo thành đội chấp pháp này, hắn có thể lấy danh nghĩa mà thanh lý lại người trong môn phái. Đương nhiên mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là Hoa Thiên Đô. Tỷ như, chấp pháp đội do năm đại môn phái hình thành sẽ do hắn làm đội trưởng. Năm đại môn phái đều thừa nhận tính hợp pháp của đội ngũ này, như vậy Hoa Thiên Đô vì quá thân cận với thái nhất môn mà sẽ. Ha 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 ha. Phương Hàn thầm cười điên cuồng, Hoa Thiên Đô, chờ ta lôi kéo được năm đại môn phái, thành lập được chấp pháp đội thì đó cũng là ngày tận thế của ngươi. Đến lúc đó ta có đại nghĩa, có danh phận sẽ trực tiếp trấn áp ngươi. Ngươi dám phản kháng sao? Đó là đại nghịch bất đạo. Hắn cũng vì ý tưởng xuất sắc này mà tự tán thưởng không thôi. Kỳ thật thì thái nhất môn lúc nào cũng muốn tiến hành chuyện này. Thành lập chấp pháp đội là muốn dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình mà can thiệp vào sự tình của các môn phái khác một cách danh chính ngôn thuận. Có điều hiện tại cách làm của Phương Hàn lại khác với thái nhất môn. Đầu tiên là thực lực của Phương Hàn tuy mạnh nhưng không phải không khống chế được, không giống như quái vật khổng lồ như thái nhất môn, tất cả mọi người đều có chút cố kỵ. Thứ hai là Phương Hàn giúp mọi người tới ngũ hành địa tu luyện, còn cung cấp cả đan dược nữa. Thứ ba là Phương Hàn kỳ thật cũng không can thiệp vào sự tình của môn phái khác, mà chỉ mượn lực lượng của chấp pháp đội mà giới hạn lại hành vi của các đệ tử mà thôi. Hiện tại ngụ ý của Phương Hàn kỳ thật rất rõ ràng, nếu như ba đại kiếm phái đồng ý thành lập tiểu đội chấp pháp thì có thể tiến hành hợp tác việc ngũ hành địa, không thì không cần nói thêm nữa. Chuyện này có quan hệ trọng đại, ta phải về bẩm báo lại với trưởng môn, để người định đoạt. Kiếm cuồng trưởng lão là người lên tiếng trước tiên, có điều chỉ cần Phương Hàn đạo hữu có thể cung cấp đan dược như lời đã nói thì có 8-9 phần 10 là thành. Chúng ta cũng sẽ trở về môn phái bẩm báo lại với trưởng giáo, bởi vì chuyện này có quan hệ rất lớn. Đây thật sự là một chuyện lớn. Phùng Phi Thiên, Đan Tiêu Tử đứng thẳng lên, chắp tay cáo tử, nhìn ba đạo kiếm quang phá không bay đi, biến mất ở chân trời. Phương Hàn thầm cười lạnh trong lòng. Chuyện chấp pháp đội lần này có sự hấp dẫn của ngũ hành địa và đại lượng đan dược, 8-9 phần là sẽ thành. Trong vòng 1 năm, mình có thể thành lập ra chấp pháp đội, 2 năm sẽ xây dựng nên nòng cốt cơ bản, 3 năm có thể ra tay ngăn trở Hoa Thiên Đô, làm cho hắn muốn bước đi một bước cũng khó khăn. Đương nhiên, quan trọng nhất là tu vi của hắn nhất định phải không ngừng đề cao, bản thân tiến bộ thần tốc, kết hợp với thủ đoạn liên hoành hợp tung, chiếm được lại thế thì Hoa Thiên Đô cũng không thể đảo ngược được nữa. Ba đại trưởng lão đi rồi, Phương Hàn cũng đi tới giao 100 vạn nguyên anh đan cho Phương Thanh Tuyết, đến đây thì coi như toàn bộ nợ nần đều đã được giải quyết. Hiện tại hắn quyết định xuất môn, đi tới quần tinh môn một chuyến, đầu tiên là đưa thư của Phong Bạch Vũ, thứ hai là thảo luận với môn chủ quần tinh môn về chuyện chấp pháp đội, hiển nhiên là sẽ dùng sự hấp dẫn của ngũ hành địa và đan dược mà thương thảo. Đồng thời hắn cũng là để kiến thức thực lực, diện mạo các môn phái tiên đạo khác, so với vũ hóa môn thì như thế nào. Giờ đây nghĩ lại mới phát hiện là bản thân ngoại trừ vũ hóa môn ra cũng chưa từng tới sơn môn của môn phái nào cả. Sau khi giao ngọn núi của mình cho ma nữ trông coi, sắp xếp mọi việc xong, Phương Hàn mang theo Tình Vân Bảo Bảo rời khỏi sơn môn, trực tiếp bay về quần tinh môn. Nghe đồn, sơn môn của quần tinh môn ở trong Vẫn Tinh Sơn. Vẫn Tinh Sơn là do một tinh cầu cực lớn ở trong vũ trụ rơi xuống huyền hoàng đại thế giới, hình thành một dãy núi. Tinh cầu này lớn đến mức nào? Có thể so với huyết nhục nê đàm, thiên ma chiến trường, thậm chí ngũ hành địa. Cho nên Vẫn Tinh Sơn kéo dài 10 vạn dặm, xuyên suốt 10 quốc gia lớn nhỏ, vô số long mạch ở bên trong, phát nguyên ra trăm nhánh sông. Trong núi còn có vô số khoáng mạch kỳ chân dị bảo, linh khí hiếm có, các loại động vật kỳ lạ. Nghe đồn là ở trong núi này tu luyện có thể hấp thu được lượng lớn lực lượng của tinh tú, càng dễ dàng cảm ứng tinh tú ở trên trời. Có điều Vẫn Tinh Sơn cách xa vũ hóa môn, hơn nữa quần tinh môn bố trí trận pháp, thần thông, chướng ngại bao quanh, người bình thường căn bản không thể đi vào được. Nhưng mà lúc này Phương Hàn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, quỷ mị cũng không thể so sánh được, nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm, hơn nữa còn cắt ngang không khí, tạo ra một làn sóng âm, tựa hồ hấp thu là một cổ lực lượng kỳ quái, chuyển hóa thành động lực để di chuyển. Cái này là một trong những bí quyết mà Phương Hàn mới lĩnh ngộ được khi giao chiến với Mạnh Thiểu Bạch, cách dùng lực lượng chấn động, dung hợp, cộng hưởng với không khí, xoay chuyển hóa thành lực đẩy mạnh mẽ, hoàn toàn thao túng khí lưu để di chuyển. Phương Hàn phi hành như vậy cho dù là cao thủ tầng thứ 3 kim đan cảnh cũng không thể bắt được một chút khí tức hay hình dáng của hắn. Cứu mạng, có ai không cứu ta?
Khi Phương Hàn đang bay vút trên trời thì đột nhiên từ mặt đất có một luồng tinh thần ý niệm truyền đến, đi vào trong đầu hắn làm cho hắn chững lại. Ai vậy? Ta đang phi hành với tốc độ cực nhanh, đi cả ngàn dặm chỉ trong nháy mắt mà lại có thể truyền ý nghĩ cầu cứu vào trong đầu ta. Đây là một loại thần thông cực kỳ cao minh, có điểm giống với tâm linh phong bạo của thần tộc. Lời cầu cứu này tựa hồ là của một nữ tập, ý niệm tràn ngập bi ai, để xuống xem thử một chút. Phương Hàn thoáng một cái đã dừng lại giữa không trung, ẩn mình trong tầng mây, trong ánh mắt nổi lên một đoàn thủy quang màu đen. Lập tức sống núi trong phương viên ngàn dặm bên dưới lọt vào trong mắt hắn, từng bóng cây, ngọn cỏ, thậm chí là những dã thú như hổ, báo, sài, lang, mãng xà, diều hâu, tất cả đều bị hắn thu vào trong tầm mắt. Đây là hắc đế nhãn trong thần thông ngũ đế đại ma, có thể thông qua thủy nguyên khí trong không gian mà nhìn rõ hết vạn vật, có thể nhìn xa ngàn dặm, đêm thì 800. Hiện giờ Phương Hàn chỉ có thể nhìn thấy những loài thú lớn, có khí tức mạnh mẽ trong phương viên ngàn dặm. Nếu như tăng thêm một tầng nữa, luyện tới kim đan, thì có thể lướt mắt một cái là có thể thấy rõ cả hoa văn ở trên mỗi chiếc lá bên dưới, như vậy mới gọi là khủng bố. Có điều, tuy hiện tại Phương Hàn không thể thấy rõ ràng những vật nhỏ bé, nhưng mà tìm một người thì lại không có vấn đề gì. Thoáng một chốc, rơi vào trong mắt của Phương Hàn là một vùng rừng núi hoang dã, vài tinh quang đang quay quanh một nữ tử trẻ tuổi, là mấy tu sĩ đang đấu pháp. Tiếng kêu cứu là do nàng phát ra, cô gái đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, tinh quang tấn công liên tục, tùy thời đều có thể bị thương. Cô gái này vừa ra sức ngăn cản, một mặt phát ra tư duy cầu cứu chuyển vào trong hư không. Yêu quái, Phương Hàn vừa liếc nhìn liền phát hiện ra sau lưng nữ tử kia có một cái đuôi, hiển nhiên là yêu quái hồ ly, hơn nữa còn là loài yêu hồ hiếm thấy, thuần hồ. Mà tinh quang kia là của tu sĩ mặc vũ y, đều đội tinh quan, mỗi người đều có bộ dáng tiên phong, đạo cốt, tiên khí giạt rào, nhưng ra tay lại thập phần ngoan độc, hơn nữa lại giống như đang đùa giỡn cô gái. Tiểu yêu nữ thuần hồ, ngoan ngoãn giao lại bảo bối lấy được ở phong ma lĩnh ra đây. Giao ra bọn ta sẽ tha chết cho ngươi, chỉ bắt ngươi lại rồi giao cho thất sư huynh làm thị thiếp thôi. Nếu không nghe lời thì mấy tinh quang này sẽ hợp lại đánh xuống, biến ngươi thành cho bụi. Một mảng rừng núi hoang dã, cả vùng núi phủ một màu vàng, vừa nhìn dường như từng là một ngôi mộ. Có điều cũng không có gì kỳ lạ, càng không có khí tức gì đặc biệt. Lúc này, mấy tu sĩ đang dùng những đạo tinh quang liên tục chớp động, bao vây lấy yêu hồ, liên tục cười dâm đãng. Đừng phí công dãy dụa nữa, cả ngàn dặm hoang sơn này không có người ở. Cho dù ngươi có phát ra yêu pháp cầu cứu thì cũng không có ai tới cứu ngươi đâu. Ngươi có kêu gào nát yết hầu thì cũng không có ai đến đâu. Lại một tu sĩ khác cười nịnh bợ nói. Hừ, là ta nhất thời sơ suất nên mới bị bọn ngươi vây khốn. Các ngươi lúc nào cũng tự xưng mình là người chính đạo, nhưng lại đánh lén như vậy. Yêu hồ bị vây khốn là một tiểu cô nương, không khác mấy so với hạc tiên tử. Nhưng mà trên trán ẩn ẩn có sát khí rất nặng, hơn nữa đôi mắt sắc bén như dao, còn có chút tinh quái nữa. Hừ, đây là ta cứu vớt ngươi. Ngươi là một yêu nữ. Lạc vào yêu đạo, có tiền đồ gì chứ? Lần này chính là cơ hội cho ngươi nổi danh, trở thành quà đại thọ trăm năm của thất sư huynh. Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời thì sau này tiền đồ sẽ rất sáng lạng. Thất sư huynh của chúng ta là cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, kim đan cảnh. Ngươi có thể làm thị thiếp của hắn chính là phúc phận của ngươi. Sư đệ, đừng nói nhảm với nàng nữa, dứt khoát phá tan yêu pháp của nàng, đem bắt lại làm quà thọ trăm năm cho thất sư huynh. Chúng ta dâng lên một mỹ nữ yêu hồ làm lễ mừng thọ, hẳn là thất sư huynh sẽ rất cao hứng. Có khi còn ban tặng cho chúng ta đan dược giúp tăng tu vi. Chậm một chút, không cần phải ra tay quá ác độc, phải làm cho nàng ngoan ngoãn hàng phục. Nếu như lỡ làm nàng bị thương thì làm sao đem nàng tặng cho thất sư huynh được. Mấy tu sĩ này nói chuyện với nhau, đem yêu hồ này trở thành lễ vật, nhìn như không có chút gì để ý đến nàng, nhưng mà tinh quang vẫn không chút lơi lòng. Vài đạo tinh quang ngưng tụ kết thành một quang cầu bao vây lấy yêu hồ. Mấy đạo tinh quang này không phải pháp thuật mà là một loại dây thừng dùng lực lượng của tinh tú tế luyện mà thành, uy lực cực lớn, có thể sánh với thiên kê chí dương tác. Yêu hồ bị vây bên trong, cầm một thanh đoản đao chống đỡ, đoản đao tỏa ra quang mang sáng chói chống đỡ tinh quang bốn phía. Kỳ thật chủ yếu vẫn là do các tu sĩ này không muốn giết nàng, bằng không thì với uy lực của mấy sợi dây thừng kia, nàng sớm đã chết rồi. Mấy tu sĩ này đều là cao thủ thần thông bí cảnh, trong đó có một người luyện tới tầng thứ 2 chân khí cảnh, còn lại hai người kia cũng chỉ mới bước vào thần thông bí cảnh, tu vi không cao nhưng cũng đủ làm đế vương một phương trong thế tục, ngang hàng với chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Mà yêu hồ cũng vừa mới bước vào thần thông bí cảnh, may mà nàng là yêu quái đã tu luyện thành người, trải qua sự tôi luyện của lôi điện nên pháp lực mạnh mẽ hơn người bình thường. Cái đuôi sau lưng vừa giống như một kiện pháp bảo, lại vừa giống như một bộ phận thân thể, có chút giống như cánh tay trái được dung hóa giả thiên ma thủ của Phương Hàn. Phương Hàn cũng biết rõ hồ ly bình thường chỉ có một cái đuôi, mà yêu hồ này có tới mấy cái đuôi, là một loài dị trùng trời sinh vô cùng cường đại. Một khi hóa thành yêu quái thì đuôi của nàng chính là bảo khí tốt nhất, nhưng lại theo sự tăng tiến của tu vi mà ngày càng cường đại, sau này còn có cơ hội lột xác thành đạo khí.
mấy người này là đệ tử Quần Tinh Môn, thật là ghê gớm, vì lễ mừng thọ của thất sư huynh mà lại đi ra ngoài cường đoạt dân nữ, tuy cũng chỉ là một yêu nữ, nhưng cũng dần dần thuế biến, lột xác thành người rồi, thật là kiêu ngạo, Vũ Hóa Môn chúng ta cũng không có chuyện như thế này. Phương Hàn cảm thán hạ thấp xuống, suy nghĩ có nên ra tay hay không. Yêu nữ, xem ra người quyết tâm không chịu đầu hàng, như vậy thì đừng trách bọn ta độc ác. Mấy tu sĩ đột nhiên hét to, tinh quang của dây thừng liền sáng rọi, liều mạng. Yêu hồ ở trong vòng vây cũng đồng thời hét to, mấy cái đuôi sau lưng liền lớn ra, giống như khổng tước xòe đuôi, vô số sợi lông tơ từ trên đuôi bắn mạnh ra xung quanh. Không hay, đây là lôi hào châm, không phải cửu vĩ thuần hồ mới có năng lực này sao? Nàng mới có 4 cái đuôi sao có thể làm được? Lui mau, không xong. Phác xích, số lượng lớn lôi quang từ trên đuôi bắn ra đập vào quang cầu, thoáng cái liền nổ tung, phá tan quang cầu. Tiếp đó còn có mấy sợi lông tơ còn dư lại bắn thủng quần áo của mấy đệ tử Quần Tinh Môn, chui vào trong người họ. Lập tức mấy người này liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, té ngã trên mặt đất. Hừ, mấy cái đuôi của ta đã trải qua sự luyện chế của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Các ngươi cho rằng chỉ bằng vào chút thực lực nhỏ bé đó mà có thể bắt được ta sao? Ta còn chưa muốn giết các ngươi, nhưng mà các ngươi đã biết bí mật của Phong Ma Lĩnh thì ta không thể không đem các ngươi hủy thi diệt tích. Yêu hồ này nhìn mấy đệ tử Quần Tinh Môn ngã ra mặt đất, tay nhắng lên, hung ác nhào về phía bọn họ, sát phạt quyết đoán, không hề cố kỵ đến hậu quả của việc giết mấy đệ tử Quần Tinh Môn. Phương Hàn cũng không ngờ rằng tình huống lại xoay chuyển nhanh như vậy, yêu hồ trong chớp mắt đã chuyển bại thành thắng. Hắn vốn cũng không thể nhìn ra cái đuôi của yêu hồ lại lợi hại như vậy, đã trải qua sự luyện chế của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, ẩn tàng pháp lực ba động mãnh liệt. Khi thanh đoản đao của yêu hồ chuẩn bị cắt lấy yết hầu của đệ tử Quần Tinh Môn, thì thân thể nàng bỗng nhiên khựng lại, bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, đồng thời đoản đao trong tay cũng thoát khỏi khống chế, bay lên trời. Một thanh âm mạnh mẽ vang lên bên tai nàng, giỏi cho tiểu yêu nữ thuần hồ, lại dám giết đệ tử của Quần Tinh Môn, muốn gây ra đại chiến tiên yêu sao? Ai? Yêu hồ liền cảnh giác, giống như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, thoáng cái liền lui ra thật xa, đuôi ở sau lưng lại xòe ra giống như khổng tước, bảo vệ bản thân, hai mắt chớp chớp xoay chuyển. Phương Hàn từ trên trời chậm rãi hạ xuống, vung tay lên vài đạo quang hoa xuất hiện bao trùm lấy mấy đệ tử Quần Tinh Môn rồi hút vào trong người, cũng không biết là giam cầm hay là bảo hộ. Cao thủ thiên nhân cảnh. Yêu hồ vừa nhìn thì sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nàng cũng rất cao minh, vừa nhìn liền biết Phương Hàn ít nhất là cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiền bối tha mạng, tiểu yêu cũng không muốn giết người, chỉ là hôm nay tiểu yêu chiếm được một kiện thượng cổ kỳ trân, bị mấy người đệ tử Quần Tinh Môn phát hiện, muốn cướp đoạt kiện bảo bối của ta. Nếu tiền bối đã đến đây, tiểu yêu nguyện ý đem kiện thượng cổ kỳ trân này tặng cho tiền bối, hy vọng tiền bối tha cho tiểu yêu một mạng. Hơn nữa tiểu yêu còn có thể nói cho tiền bối biết một bí mật rất lớn của Phong Ma Lĩnh. Yêu hồ vội vàng móc từ trong lồng ngực ra một phù lục cổ lão, trên bề mặt phù lục tán phát ra trận trận pháp lực ba động cường đại, thì ra là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Tuyệt phẩm bảo khí, Phương Hàn ngẩn ra, thật không ngờ một tiểu yêu hồ vừa mới bước vào thần thông bí cảnh lại có bảo bối như vậy. Hơn nữa hắn còn cảm giác được pháp bảo này còn chưa bị tế luyện, hiển nhiên là vừa mới thu được. Khi hắn muốn thu lấy kiện pháp bảo thì nội tâm chợt động, hảo thủ đoạn, loại thủ đoạn này ta dùng đến nát rồi. Đây không phải là một kiện tuyệt phẩm bảo khí mà là một loại bảo bối do thần lôi biến ảo thành. Chỉ cần ta thu lấy rồi dùng pháp lực tế luyện thì sẽ phát động trận pháp bên trong, gây ra một vụ nổ mạnh, ngay cả ta cũng bị tan xương nát thịt, chết ngay lập tức. Phương Hàn lạnh lùng nhìn yêu hồ, cười nói, tiểu yêu nữ, ngươi không biết ta nhưng ta lại biết ngươi. Kiện bảo bối này ta đã thấy rõ rồi, chắc hẳn là do yêu thần tế luyện, chỉ có thiên yêu mê tâm đại pháp mới có loại hiệu quả này. Yêu hồ này Phương Hàn từng gặp khi chưa bước vào thần thông bí cảnh, đó là lần khi hắn đi lịch lãm cùng Phương Thanh Tuyết, phá hủy yêu thần tế đàn ở dưới lòng đất. Ăn ngay nói thật, Phong Ma Lĩnh có bí mật gì mà lại đáng giá đến mức ngươi mạo hiểm đánh chết đệ tử của Tinh Môn? Nói cho ta biết ta sẽ không thương tổn ngươi, nếu vẫn cứ lừa gạt ta như vừa rồi thì ta sẽ đánh cho ngươi hiện nguyên hình. Tiểu yêu nữ thuần hồ này quả là xảo trá tới cực điểm. Rõ ràng là một kiện lôi phủ lại nói thành một kiện tuyệt phẩm bảo khí đem tặng cho Phương Hàn, nếu như Phương Hàn không cẩn thận thì có thể sẽ bị nổ tan nát thân thể, hóa thành tro bụi. Tuy hắn đã tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh, nhưng mà một khi thân thể bị hủy thì sẽ chết ngay lập tức, cũng không có năng lực đoạt xá như cao thủ tầng thứ 9, thiên địa pháp tướng. Đương nhiên, hiện tại thân thể hắn đã vô cùng mạnh mẽ, tu luyện ngũ hành đạt tới viên mãn, lại còn tu luyện phong thần đại pháp, ngũ tạng lục phủ đều rất chắc chắn. Còn có sự bồi bổ của lôi cốt xá lợi, âm dương vạn thọ đan, thật sự luyện ra một thân mình đồng da sắt, ngay cả ngũ ngục vương đỉnh cũng không thể cứng rắn bằng thân thể của hắn, có thể chịu được áp lực khi di chuyển với tốc độ 300 lần âm thanh mà vẫn không bị hư tổn. Thân thể với cường độ như vậy, cho dù là thần lôi bình thường nổ mạnh cũng không làm thân thể chống đỡ được, có điều thần lôi của tiểu yêu nữ này là do yêu thần đích thân luyện chế, uy lực cực kỳ lớn,
hắn cũng không dám chắc bản thân có thể chịu được cho nên không mạo hiểm. Thấy tiểu yêu hồ này sử dụng thủ đoạn giống như khi mình đối phó với quỷ đế, Phương Hàn thầm cười trong lòng, hắn gần như là lão tổ tông xảo quyệt, còn âm mưu quỷ kế nào có thể qua mắt được hắn. Bá, sắc mặt tiểu yêu nữ thuần hồ thoáng tái nhợt, thấy Phương Hàn không bị mắc mưu, thân thể liền chớp động, muốn rời đi, nhưng Phương Hàn chỉ khẽ vẫy tay một cái liền có một lực lượng mạnh mẽ phong tỏa bốn phía, nàng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Đừng lãng phí khí lực nữa, chỗ dựa sau lưng ngươi, yêu thần còn bị ta chém mất một bàn tay, ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng phí công vô ích mà thôi. Ta vừa rồi đã dùng huyền công dò xét, không thấy nơi hoang sơn này có gì đặc biệt, kỳ lạ, ngươi đừng giở trò nữa, ta cũng không có đủ kiên nhẫn để đùa giỡn với ngươi. Phương Hàn mỉm cười nói chuyện, hắn cảm thấy rất hứng thú với bí mật mà tiểu yêu hồ này nhắc tới. Vì bí mật này mà nàng không ngại giết chết ba đệ tử của quần tinh môn thì hẳn đó phải là một bí mật rất lớn. Có điều vừa rồi hắn dùng hoàng đế thổ hoàng đạo dò xét, tìm kiếm trong khu vực ngàn trượng sâu đều không cảm giác được cái gì kỳ quái cả, không khỏi có chút nghi hoặc. Hoàng đế thổ hoàng đạo chính là đệ nhất thần thông thổ hệ, có thể nhìn thấu hết tất cả mọi thứ ẩn trong lòng đất, trước giờ chưa từng thất bại. Ngươi là Phương Hàn, người bị giam vào trong Thái Nguyên Tiên phủ sau đó thoát ra được. Khi còn ở tầng thứ 5, thiên nhân cảnh từng đánh bại cao thủ kim đan cảnh vạn la, thậm chí còn giết chết của quỷ đế, thứ nguyệt đạo, diệt tinh đạo, tu luyện 55 loại thần thông, luyện thành phù lục có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Phương Hàn, tiểu yêu nữ thuần hồ mạnh mẽ xoay người lại, thì ra sự lợi hại của ta cũng đã truyền đến cả người trong ma đạo. Phương Hàn thầm nghĩ, không ngờ là sự tích của mình cũng đã truyền bá ra ngoài. Với tốc độ truyền bá tin tức trong giới tu đạo thì sợ là hiện giờ các thế lực lớn ở huyền hoàng đại thế giới đều chú ý đến hắn. Tiểu yêu nữ này cũng là một nhân vật có chút địa vị, làm sao mà lại không biết những chuyện này được. Nếu như chuyện mình đánh chết hai đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất truyền ra ngoài thì sợ là sẽ gây ra oanh động càng lớn hơn. Thần thông của ngươi thật lợi hại nhưng thiệt thòi cho ngươi khi không biết chuyện của phong ma lĩnh này. Tiểu yêu nữ đột nhiên nói, nơi này chính là nơi một thánh nhân viễn cổn phong ấn yêu ma. Chẳng những phong ấn rất nhiều thiên ma mà còn lưu lại một ít đạo khí, đan dược, trong đó có cả đan dược tuyệt phẩm thiên cấp như Niết Bàn Đan, có thể khiến cho người chết sống lại, còn giúp tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới lên rất cao. Tỷ như khi ngươi tu luyện thần thông tầng thứ 6 quy nhất cảnh, dùng Niết Bàn Đan liền có cơ hội luyện thành kim đan, mà cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh dùng nó thì sẽ có cơ hội đột phá trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Đương nhiên tỷ lệ đột phá cũng rất nhỏ, thần thông càng thấp thì tỷ lệ đột phá sau khi dùng Niết Bàn Đan càng cao. Niết Bàn Đan, không ngờ là lại có loại tốt như vậy. Phương Hàn cả kinh, gần đây hắn đã dần có thêm rất nhiều kiến thức về đan dược. Trong chư thế giới có ghi lại thông tin về Niết Bàn Đan là một loại đan dược thần kỳ, tuyệt phẩm thiên cấp đan dược, phải là cao thủ trong cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể luyện chế ra được. Sợ là người đạt tới tầng thứ 7 trường sinh bí cảnh như Phong Bạch Vũ cũng không cách nào luyện chế ra được. Loại đan dược này có thể giúp người ở thần thông bí cảnh đột phá bình chướng, có trợ giúp rất lớn trong tu luyện. Có điều phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, chỉ còn là đan dược trong truyền thuyết mà thôi. Nếu như Phương Hàn chiếm được một viên đan dược này, mặc dù không đột phá đến kim đan cảnh thì cũng tiến thêm một bước đến gần cảnh giới đó, mà Tinh Vân Bảo Bảo dùng nó thì khẳng định có thể đột phá tầng thứ 5, thiên nhân cảnh. Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đang ngủ ngon lành, vốn Phương Hàn muốn hỏi hắn thử xem chuyện tình của thất sư huynh của quần tinh môn, nhưng Bảo Bảo này căn bản chỉ lo ngủ, không để ý tới bất cứ chuyện gì. Mà vị thất sư huynh kia đã thọ trăm tuổi, nói cách khác người này chỉ cần trăm năm đã luyện thành kim đan, cũng là một thiên tài, tiền đồ không thể nào hạn lượng được. Có điều Phương Hàn cũng sẽ không tin tưởng tiểu yêu nữ xảo trá này. Nói xem, phong ma lĩnh này rốt cuộc có chuyện gì? Ta nhìn không thấy có gì kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi lại có thể phát hiện ra được sao? Nếu mà ta phát hiện ngươi gạt ta, thì ngươi cũng tự biết hậu quả đi. Đã biết ta là Phương Hàn thì hẳn cũng biết thủ đoạn của ta rồi. Trông thấy dáng vẻ hung ác của Phương Hàn, thân thể của tiểu yêu nữ run rẩy, tựa hồ là đang sợ hãi. Có điều Phương Hàn nhìn ra được đây cũng chỉ là nàng đang làm bộ mà thôi, trong tâm lại không có chút sợ hãi nào. Có điều hắn cũng không có nói ra, chỉ nhìn thôi, người nào đùa giỡn hắn đều không có kết quả tốt đẹp. Ở 5.000 trượng dưới phong ma lĩnh có một không gian tách biệt, tự nhiên không lộ ra chút khí tức nào. Có điều ngươi hẳn là người biết phong thủy, nhìn qua cũng có thể thấy được vùng núi rừng này có điểm kỳ lạ. Tiểu yêu nữ thuần hồ bay lên, từ trên cao nhìn xuống vùng rừng núi ngập trong màu vàng đất. Phương Hàn cũng bay lên, phóng mắt nhìn quanh, quả nhiên cả vùng đồi núi màu vàng đất này có điểm kỳ dị, giống như mai của một con rùa, lại như một con rắn dài, ngoài việc có chút hoang vu ra, quả thật cũng có vài nét của một vùng đất phong thủy. Phương Hàn cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, phong thủy bảo địa của huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều, một địa phương nho nhỏ như thế này cũng không tính là gì. Huống hồ ta chưa từng nghe nói qua chuyện về phong ma lĩnh như ngươi kể. Huyền hoàng đại thế giới có lịch sử trăm triệu năm, có rất nhiều di tích thượng cổ để lại, mà chuyện tình phong ma lĩnh này là do ta vô tình đọc được từ trong ghi chép của một quyển sách cổ.
Hơn nữa ta còn phát hiện ra một đạo linh phù trong quyển sách cổ đó, ghi là có thể dùng để thăm dò không gian kia. Ta cho rằng bên trong đó hẳn là có một bảo khố nên mới đến dò thám. Đáng tiếc là không có năng lực xuyên qua đất mà đi, càng không có thực lực lấy bảo bối bên trong đó. Lần này có ngươi tới đây, có thể cùng ta thăm dò, chia sẻ bảo tàng này. Tiểu yêu nữ nói ra một lời thề không dối trá, rồi lấy từ trong bách bảo nang bên người lấy ra một quyển sách cổ và một đạo linh phù cổ kính. Phương Hàn cẩn thận nhìn một lát, đem tay khẽ vẫy, thu lấy quyển sách cổ này và linh phù. Bên trong quyển sách quả nhiên có ghi lại một chuyện xưa, một vị thánh nhân thượng cổ phong ấn yêu ma ở đây, viễn cổ thiên ma làm loạn, thánh nhân bèn xuất núi, dùng hạo nhiên chính khí vung thần bút, viết phong ấn, đem 300.000 thiên ma phong ấn lại, dùng một ngọn núi trấn áp, ngọn núi từ đó được gọi là phong ma lĩnh. Quyển sách cổ này ngược lại cũng không có ghi lại thông tin về những địa phương kỳ lạ quý hiếm bên trong, chỉ ghi lại các truyền thuyết với các thôn xóm, thị trấn, thành trì, hoặc một chuyện gì đó mang tính lịch sử, tỉ như những địa phương nơi tiên nhân thượng cổ chém yêu, trừ ma, nơi hàng phục chân long. Tất cả đều ghi lại bên trong, có điều đạo linh phù này ngược lại, rất là thần kỳ. Lần này không phải linh phù do thần lôi biến ảo thành, tiểu yêu nữ cũng không có lá gan này, nàng cũng biết hung uy của Phương Hàn, giết người không chớp mắt. Đạo linh phù này cũng không có ký hiệu gì quỷ bí, trên bề mặt chỉ có một cây bút lông, lông tơ thật dài, cán bút thẳng tắp, phiêu giật, tựa hồ đang có một bàn tay vô hình cầm lấy cây bút viết ra văn tự. Phương Hàn xem xét, đạo linh phù này quả thực ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, cũng không phải là của ma môn, mà giống như khí tức của người đọc sách nho trong thế tục, có một loại khí thế giống như giáo hóa vạn dân, xây dựng thiên địa thái bình, cơ nghiệp to lớn. Loại khí tức này không phải yêu đạo, ma đạo hay tiên đạo có thể làm ra được. Quả thật là một loại bảo bối thượng cổ, có điều tựa hồ không phải là lực lượng thuần túy mà ngược lại có vài phần giống như linh phù xuất nhập ngũ hành địa, là một linh phù có thể mở ra thông đạo di chuyển. Quả thật có vài phần kỳ lạ. Người nói dưới lòng đất, 5.000 trượng bên dưới phong ma lĩnh có một không gian riêng, vậy cũng không có bao nhiêu người có thể xuống dưới đó được. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường không cần phải mơ tưởng, phải là cao thủ trường sinh bí cảnh, luyện thành bất tử chi thân, thân thể hóa thành khí lưu thẩm thấu vào trong lòng đất mới có thể. Cũng may là ta luyện một loại kỳ công, có thể di chuyển trong lòng đất như đi trong nước. Bây giờ ta sẽ mang ngươi xuống dưới, nếu như không có đồ vật gì hết thì ngươi cũng vĩnh viễn ở trong lòng đất đi. Phương Hàn cười chắc hắc, trên đầu xuất hiện đạo bổn mạng phù lục của mình, một đạo hoàng quang chiếu xuống mặt đất dưới chân. Xích lạp, mặt đất màu vàng lập tức có hiện tượng giống như nước gợn sóng, hoàng thổ cứng rắn biến thành hoàng thủy. Phương Hàn chộp ra một chảo bắt lấy tiểu yêu nữ thuần hô rồi nhảy vào trong bùn đất, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, gợn sóng, bùn đất lại biến mất, hoàng thổ lại trở nên cứng rắn như trước. Đây là thần thông chí cổ của hoàng đế thổ hoàng đạo. Thổ hoàng cương khí có thể đem bùn đất, núi đá hóa thành mộ thổ nguyên khí, giúp cho người tu luyện có thể di chuyển trong lòng đất như cá đi trong nước. Bất luận thần thông thổ hệ nào khác cũng không thể làm được như vậy. Lợi hại như vậy, quả nhiên tu luyện vô thượng ma công, thần thông ngũ đế đại ma. Khi vào trong lòng đất, tiểu yêu nữ thấy quang mang màu vàng đất do phù lục của Phương Hàn tỏa ra chiếu lên nham thạch, đất đá cứng rắn xung quanh, mọi thứ liền hóa thành một dòng nước màu vàng, cứ như vậy liên tục đi sâu xuống bên dưới, không có chức ngăn cản nào thì âm thầm khiếp sợ. Tu sĩ bình thường muốn đi xuyên lòng đất vô cùng khó khăn, cao thủ thần thông bí cảnh thông thường chỉ có thể dùng lực lượng cường hoành mở đường, sau đó xuống dưới lòng đất đào linh dược, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có thể xuống độ sâu chừng mấy trăm trượng, còn phải luôn đề phòng đường hầm bị sụp, trăm vạn cân đất đá đè xuống thì coi như là bị chôn sống trong đó. Cho dù là cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh cũng chỉ có lực lượng vạn mã bôn đằng, bị chôn dưới trăm trượng sâu cũng không cách nào thoát thân ra được, chỉ có thể chết rùi trong đó chứ đừng nói chi là ngàn trượng sâu. Bùn đất còn khó khăn hơn so với đáy biển nhiều. Cho dù là cao thủ tu luyện thần thông thổ hệ muốn mở đường hầm cũng hao tốn nhiều thời gian và sức lực. Tuy là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh có thể thi triển ra thiên địa pháp tướng chui vào lòng đất nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Từ trường ở trong lòng đất cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thiên địa pháp tướng. Tu sĩ muốn đào đất trừ khi có một ít loại pháp bảo đào đất tỉ như toa, nhưng mà loại pháp bảo này rất khó luyện chế. Sau khi luyện thành thì hầu hết đều là tuyệt phẩm bảo khí, mà trong khi đánh nhau cũng không có nhiều tác dụng, bởi vậy rất ít người luyện chế loại này. Chính vì vậy mà có rất nhiều tu sĩ biết rõ trong lòng đất có bảo bối nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà than thở, không làm gì được. Mà trong lòng đất, nơi ẩn giấu nhiều bảo bối nhất là các động phủ của các tu sĩ thượng cổ, trải qua biến hóa long trời lở đất, tất cả đều ẩn giấu sâu trong lòng đất, còn có các loại đá quý, mạch khoáng, linh dược, động thực vật kỳ lạ nữa. Phương Hàn luyện thần thông, trong đó có hoàng đế thổ hoàng đạo ở trung ương là lợi hại nhất, bằng vào thổ hoàng cương khí, đi vào lòng đất như các gặp nước, có thể nói dưới mặt đất cho dù là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh cũng khó mà đánh chết hắn được. Thậm chí cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ nhất thì chỉ cần Phương Hàn có thể thuận lợi chui vào lòng đất thì hoàn toàn có thể chạy thoát để bảo mạng được. Trừ khi là tu luyện tới tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh,
bất tử chi thân thì hắn mới không thể chạy thoát như vậy được. Bởi vì người ta có bất tử chi thân có thể dung nhập vào trong lòng đất, so với hắn đi bây giờ nhanh gấp mấy lần. Nhưng trong thiên hạ này cũng có rất ít đầu sỏ muôn đời, trường sinh bí cảnh, mà người tu luyện tới tầng thứ 2, bất tử chi thân lại càng ít hơn. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.